Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì trong thời gian qua thì có rất nhiều anh em có hỏi tôi là có pin dòng xả cao dành cho máy công cụ không, hoặc là có pin dành cho xe đạp điện không. Thì hôm nay tôi mạnh dạn nhập về 600 cell pin EV có dung lượng là 2500 mAh. Thì một thùng như thế này là 200 viên nha quý vị. Đây, mời quý vị xem pin mới kính quang nhé. Và tôi sẽ lấy một vài viên ra cho quý vị xem. Đây, đầu pin vẫn đang còn chưa sử dụng. Và phía dưới cũng vậy. Đây là EV xịn nhá, INR18650 25P, 2,5A, tương đương với lại 2005 nhá. Và viên pin này tôi thấy là họ hoàn thiện rất là tốt, rất là chuẩn. Đây, phía dưới có mặt âm của viên pin khá là đẹp. Đây là phần dương. Và viên pin này tôi cầm thì tôi thấy khá là nặng. Cảm giác như nó nặng tương đương với lại là Lysen xịn, hoặc là Samsung, hoặc là LG. Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với viên pin xe điện mà tôi với anh Dũng đã kiểm tra từ hôm trước. Thì hôm sáng hôm nay thì tôi vừa mới làm việc với anh khách chủ xe. Thì anh ấy có bảo là đóng ngon cho anh ấy, đóng mới cũng được. Thì đây là cái số pin mà tôi sẽ bỏ đi. Vâng, và sau khi mà quyết định chọn lựa thì tôi sẽ đóng một dàn cell EV mới có dung lượng là 2500 mAh cho một viên pin. Thì lắp xong xong 4 viên thì sẽ là 10.000 mAh, tương đương với lại là 10A. Thì bây giờ anh Dũng đang làm cái công việc là vào khuôn. Trước tiên thì anh Dũng cũng rất là cẩn thận dán đầu bảo vệ đầu dương. Dán bảo vệ đầu dương cho tất cả những cell pin EV này. Đây là pin mới kính quang nha quý vị. Quý vị có thể xem này, chưa có một vết hàn nào cả, đầu âm lẫn đầu dương. Đóng pin mới nhá, phong cách của tôi thì quý vị biết rồi đấy. Thì cái pin mới này nó đảm bảo cả chất lượng lẫn cái độ bền. Khi nào mà anh em làm ngon, làm chuẩn, làm đúng giá thì tôi làm. Còn nếu anh em muốn rẻ thì để sửa khắc phục, giống như cái tình trạng mà bốn viên pin tím ngắt như thế này thì tôi sẽ không bao giờ tôi làm. Bởi vì sau này chắc chắn là tôi sẽ bị chửi. Đây, anh Dũng đang tiến hành cái công việc là dán đầu dương cho 52 viên pin. Viên pin này cầm lên rất là nặng nha quý vị. Đây, quý vị có thể xem này. Mới kính quang, độ hoàn thiện cũng rất là đẹp. INR18650 25P, 2500 mAh, và dòng xả là 10C. Vâng, cái công tác chuẩn bị thì cũng hơi lâu tí nhưng mà cũng xong rồi anh em ạ. Thì bây giờ chúng tôi bắt đầu những cái mối hàn đầu tiên. Thì kẽm này là kẽm 0.2 nha quý vị, 0.20. Thì anh Dũng đã rất là cẩn thận cắt kẽm và bò tròn hẳn hoi. Đấy. Thì bây giờ chúng tôi sẽ hàn cái khối pin EV này. Đây, máy hàn này cũng là máy tự chế luôn, không phải là vớ vẩn đâu. Đây này quý vị nhìn này, khối hàn trắng đẹp sâu. Nhân tiện thì tôi cũng nói luôn là anh em nào mà thích cái mối hàn này, thích nhá, thì tôi sẽ cho số điện thoại của anh Dũng. Anh Dũng sẽ chế cho quý vị một cái máy hàn y chang như này luôn, rẻ mà lại ngon. Đây rồi quý vị ạ, đã hàn xong cái dàn kẽm này rồi. Đây là những mối sau cùng. Anh Dũng rất cẩn thận và tỉ mỉ. Đây là quý vị ạ, công việc công đoạn hàn kẽm thì đã xong. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị những cái chân pin để lát nữa thì chúng tôi sẽ hàn mạch vào. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ dán lớp cách điện đầu tiên cho khối pin này. Nó sẽ có nhiều lớp cách điện nha quý vị, cần một cái độ an toàn tuyệt đối. Các cái điểm hàn thì chúng ta đang nằm ở trên nữa, làm trên gờ hết này. Cái này thì để mình cách điện cái dây điện tí nữa. Đây, bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối khối pin này với hệ thống mạch. Thì cái mạch này đang là mạch cũ của cái viên pin cũ nhá. Thì chúng tôi sẽ sử dụng luôn cái mạch cũ này chứ chúng tôi không thay mới.
Nói chung là cái gì tiết kiệm được thì chúng ta vẫn phải tiết kiệm thôi quý vị ạ. Đây rồi anh em ạ. À, đi dây hơi lâu. Nhưng mà vì cái bộ mạch này và cái dây này nó cũ rồi cho nên là cũng chỉ được như thế này thôi. Đấy. Mời anh em xem qua. Đấy. Sau khi mà hàn xong hệ thống dây thì khối pin đã gần hoàn thiện rồi. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ kiểm tra điện áp xem là nó ổn chưa. Sau đấy sẽ bọc màng co vào. Đấy rồi. Ok. Mạch đã nhận điện áp. Và mạch đã nhận đủ các cell pin. Đây anh em ạ, trước khi mà bọc màng co thì anh em chúng tôi có xoa một ít dầu lên trên các cái mặt kẽm. Cái việc này thì để cho nó chống han rỉ và để cho cái mặt kẽm nó sau nhiều năm sử dụng thì nó sẽ bền hơn. Cái pin EV mới này là tôi có thể dùng cái từ là sau nhiều năm sử dụng nhé. Anh em cứ yên tâm về cái vấn đề đấy. 5 năm. Tuổi thọ là được theo như thông số đề ra là 5 năm đấy quý vị ạ. Đây quý vị ạ, đây là khối pin mà vừa mới dùng Gencore để bọc lại. Đây vẫn là khối pin EV. Cầm cũng nặng tay phết. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bọc lại vào một lớp nữa. Và chúng tôi sẽ đưa vào cái phần vỏ này. Bây giờ là 11 rưỡi rồi thưa quý vị, 11 rưỡi đêm. Quý vị có thể nhìn thấy là cái ngày của cái đồng hồ đang chuẩn bị nhảy sang ngày mới. Anh em phấn khởi lắm quý vị ạ. Đang còn hăng thì bây giờ mà có một quả nữa anh em cũng tự làm được. Thỉnh thoảng cũng anh em kết hợp lại làm chung với nhau nó cũng vui quý vị ạ. Đấy, anh em chúng tôi đang chuẩn bị hoàn thành những công đoạn sau cùng để hoàn thành cho viên pin này. Chắc trong khối motor. Có cái máy nó giống trong máy bơm. Nó phải có một cái motor to để hút, mà cái motor nó phải khỏe nữa cơ. Nhưng mà em rút ra em quấn cái giày nó vào cho nó đỡ bị chặt. Đây này mình quấn vào một cái điểm nào nữa. Sau 3 tiếng làm việc thì anh em chúng tôi đã đóng xong viên pin này rồi. Mai ra cho khách và lắp vào xe chạy thử xem thế nào. Rồi video của tôi cũng xin tạm dừng tại đây.